Đó, hầu như là 2 trừ 26 này ai cũng đi tìm con này, 2 trừ 26 là nhiều người mua nhất. Đúng rồi, 2 trừ 26 D rồi giá nó còn có 2 triệu 7 mấy chục thì ai cũng đi tìm con này mua rồi. Này đang giữ nhất thị trường. Đúng rồi, và nếu mà trong các hẻ mua trong nhiều. Các hẻ là chim đi. Trong các hẻ thì này là ok nhất. Tại vì bóp cũng tồn tồn. Quẹo lửa. Quẹo lửa không nhiên. Chắc tua chậm. Anh mua ba máy luôn ha. À ba máy luôn. Ở nhà không có gì ngoài điều kiện mà. Thấy không? Không có gì ngoài điều kiện thì cứ mua thôi. Rẻ mà. Lâu lâu có chương trình rẻ thì à đó không 2/26 ai cũng mua hết. Đó này cũng 2/26, hầu như ông nào cũng 2/26 ha. Khách hàng nào tới cũng 2/26. Tại giá quá rẻ quá chị. Đổi một đống quá luôn. Đó giờ giờ là tặng luôn con bé này nè, bé Giang nè, đó, được không? Thấy không? Quà tặng quá trời. À, không con bé này ở trên TikTok nói là idol TikTok đó nha anh, chứ không phải tầm thường đâu nha. Nên coi mấy điệu nhảy của nó là tuyệt vời luôn. Cái nít là cái gì quên rồi. Chương trình đổi boss còn ngày nữa cho quý anh chị, còn ngày nữa tại 53 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị còn một ngày nữa để quý anh chị đến đổi những sản phẩm về boss. À, sáng giờ đổi khá là nhiều. Quý anh chị thấy không, tức là cái chương trình boss là còn một ngày nữa là kết thúc quý anh chị, còn ngày 15 ha. Nhưng mà trong ngày 15 thì quý anh chị thấy là nhiên vừa có thể làm boss, vừa có thể siêu sale các mặt hàng khác. 15 tháng 7 của anh chị ha, thì quý anh chị thấy là rất là nhiều khách hàng tới cái chương trình boss này là Hồng Duyên cũng bất ngờ luôn. Đó luôn cả những con máy rửa xe boss hôm trước giờ Hồng Duyên ít bán vô, giá nó cao quý anh chị. Nhưng mà lần này boss nó chạy cái chương trình hỗ trợ giá này, rất nhiều cô chú ra mua sản phẩm máy rửa xe boss do nó gọn gàng nhẹ nhàng. Thấy không? Vừa gọn gàng vừa nhẹ nhàng, có các mẫu cho quý anh chị. Nhưng mà cái đặc biệt là 110 nè, cái mẫu 110 này bán nhiều nè quý anh chị, hay là 120 rồi 125 và 140 thì nó có bốn mẫu này là bán chạy nhất. 140 thì những anh chị cô chú nào mà cần cái lượng áp lớn á, thì phải xài tới mẫu này. Còn bình thường á là Hồng Duyên thấy là 110 và 120 là xài nhiều nhất. Còn những anh chị muốn nó chuyên nghiệp hơn tí xíu là chơi 125 là đã dữ rồi. Còn những anh chị cô chú mà thích những cái máy lớn mạnh mẽ là 140 ha, Aquatac 140 nè quý anh chị. Tức là quý anh chị mình sẽ thấy là khi quý anh chị đổi một cái máy thì đây nó có giảm giá là 40% nè. Ví dụ như Aquatac 110 à, mấy cái mẫu mà 100 100LL đồ thì ít người xài do nó hơi yếu ha. 110 thì bắt đầu là bù có 1,5 triệu, hoặc là 120 là 1,817 đó. 120 là cái này nè quý anh chị, không 1,817 nè đó. À, rồi ví dụ như cái 140 nè, 140 là giảm 30%, còn 4,906 đó quý anh chị. Mình lên mạng quý anh chị mình sẽ thấy cái máy này cực kỳ mát ha. Lần này là về một cái chương trình là cực tốt cho quý anh chị. Hoặc 125 thì nó còn là 2,60,000. Đây là những cái dòng này bánh xe là chuyên nghiệp hết rồi, nó có bánh xe hết quý anh chị. Đó là những cái máy rửa xe mà hôm nay bán cực kỳ chạy. Còn cái mà chạy nhất thì Hồng Duyên nói quý anh chị vẫn là 2/26. Quý anh chị thấy là ai cũng vậy, tới không có nhu cầu mua cái gì nhưng không có xài gì nhưng mà cũng phải mua là 2/26. Đây mẫu này thì quý anh chị biết là cơ hội bao nhiêu năm mới có một lần, đâu bao giờ có đâu. Nên là cái máy này Hồng Duyên là không có đủ hàng luôn. Quý anh chị thấy là nhiều cô chú khách hàng đến cửa hàng là phải chờ xe nó mang tới để mà giao hàng, chứ không cách nào mà đủ. Tại vì cái chương trình lần này làm là Hồng Duyên cũng hơi bất ngờ tí xíu là cái chương trình mà nó chạy cái giá này. Quý anh chị thấy không, còn lại có 2/26 mà nó còn lại có 2,759,000 rồi quý anh chị. Tức quý anh chị đổi máy nha, đổi máy quý anh chị. Với lại là Hồng Duyên nói quý anh chị cái chương trình này á là chắc chắn là nó sẽ có những mã nó sẽ kết thúc sớm do là nó không đủ hàng. Với lại là nó có hạn chế một số mã, hạn chế số lượng nữa nha quý anh chị. Nên là những anh chị mà thấy là có một số mặt hàng là Hồng Duyên không còn luôn. Và những cái quà tặng của boss là khi mua phụ kiện, có một số là những cái bộ phụ kiện mắc tiền đó là hết sạch luôn, boss không có viện trợ kịp quý anh chị. Nên là với lại là
ngày thứ bảy và chủ nhật thì boss nó cũng nghỉ luôn, nên là không có để nào đặt hàng được, thấy không? Nên là có những cái là sẽ hết trước chương trình luôn quý anh chị. Giống như là những con máy này 220 GBH 220 còn lại có 2.081.000 thôi. Là quý anh chị đổi con máy này, thay vì mình mua mấy con máy Trung Quốc đúng không, quý anh chị mua cái máy này giá quá trời rẻ mà, quá trời rẻ luôn. Hay là cái máy mài boss đi 060 còn có 720.000, quý anh chị cứ xách cái máy ra đổi một cái là ok, là sẽ được giảm giá rất là sâu ha. Còn lại có 720.000. Hoặc là những máy khoan 10 ly thì quý anh chị biết rồi, giá nó còn 587 thì quá rẻ, thấy không? Máy khoan đẹp, quý anh chị nhìn cái máy khoan này đó, thấy không? 587.000 là quý anh chị thấy con khoan boss này nó rẻ như những cái mặt hàng của Trung Quốc rồi. Nên là kiểu gì không chơi. Hay là con khoan 13 ly có bê tông sắt đầy đủ GSB550 nè, mà còn có 825.000 à quý anh chị, thấy không? Hay là những con máy mài nguyên cái bộ nè, 180 li, bộ này giảm rất là sâu quý anh chị, 180 li mà cuối cùng nó giảm còn có 5.225.000. Tại vì có hai cục pin hết 4 triệu mấy rồi, hai cục pin mà mấy máy chạy từ thế hệ mới đời mới. Hay là khoan pin 185 li đâu nè, nó giảm còn lại 2.953.000. Hoặc là 180 li thì nó có phụ kiện luôn đầy đủ, giảm còn 2.897. Quý anh chị thấy là mỗi chương trình rất là tốt luôn, cắt sắt. Đặc biệt có một số mã là giống như chắc sắt này, quý anh chị thấy là còn lại 2.400.000 thôi. Quý anh chị chỉ cần xách con máy hư mà quý anh chị ra đổi là giá nó là siêu sale, nó còn lại có chút xíu tiền à. Nên là quý anh chị không cần cũng mua cũng được. Nhớ anh chị nào không có máy thì giống như tại sao Hồng Nhiên đổi máy cho những anh chị ở tỉnh được, đúng không? Vậy nên nhiều anh chị cô chú khách hàng đến đây mà ai mà được Hồng Nhiên hỗ trợ về một số mặt hàng đó thì quý anh chị có thể comment ở dưới này ha. Có thể là cho Nhiên một like và một cái comment bên dưới, và có một cái password cho quý anh chị trong cái chương trình là siêu sale ngày 15 tháng 7 này. Thì quý anh chị thấy là nếu mà quý anh chị mà tới mà có cái password 8% cho tất cả mặt hàng, trừ cái mặt hàng đang siêu sale này ra nha quý anh chị. Những cái mặt hàng khác, ví dụ máy rửa xe, máy bơm hơi, máy khoan, máy cắt gì, phụ kiện, đồ nghề gì đó, thì quý anh chị nói thấy Nhiên nó làm một cái chương trình là siêu sale nhân ngày 15 tháng 7 thì quý anh chị cứ nói cái password cho mấy bạn ha. Đó thì tại vì á, chương trình này nó cũng không thể nào rộng rãi được quý anh chị ha, thì do những anh chị áp dụng cho những anh chị online mà trên này xem cái kênh Hồng Nhiên, có đăng ký kênh phải không, thấy cái chương trình này nhấn vô like một cái và có thể là để lại một cái comment mai anh ra hay gì đó, là quý anh chị mình ra cứ nói có cái password 8% cho tất cả mặt hàng là anh chị lụm thôi, đúng không? Thì chương trình này ngon, chương trình này là Hồng Nhiên, là Hồng Nhiên hay nói là téo nước theo mùa, phải không? Téo nước theo mưa, là quý anh chị mình sẽ được 8% trong cái chương trình này nếu quý anh chị có được một cái password này ha. Đó là Hồng Nhiên lâu lâu tạo ra một cái chương trình có password cho nó vui quý anh chị. Đó thì quý anh chị thấy là mình đang thích cái gì, mình đang muốn cái gì, có cái chương trình này là quý anh chị cứ tới ủng hộ Hồng Nhiên, đúng không? Rồi quý anh chị có ý kiến thế nào cứ để lại comment. Chứ anh chị nhớ là cái chương trình của boss là ngày mai là kết thúc rồi ha, không còn chương trình của boss nữa. Và qua chủ nhật là không có cách nào mà để Hồng Nhiên làm chương trình của boss được quý anh chị. Hết, không thể nào làm dậy giờ này, quý anh chị thấy là giờ này trễ lắm rồi. Nhưng mà vẫn còn khách hàng đến là ở cửa hàng để mà đổi boss đồ, lựa những cái sản phẩm đồ này. Quý anh chị biết là cái chương trình này nó hot. Nhớ anh chị nào mà tới cửa hàng Hồng Nhiên hôm nay thấy như thế nào, quý anh chị có thể để lại cái comment bên dưới giúp Hồng Nhiên ha. Đó, Hồng Nhiên sẽ hỗ trợ rất là nhiều anh chị là ở tỉnh hay là ở Sài Gòn, ở là tới cửa hàng được hỗ trợ tùm lum. Ví dụ quý anh chị chỉ cần bù thêm tí xíu thì quý anh chị cũng sẽ được nhận những cái giá ưu đãi, thấy không? Do mình không có máy, không có sản phẩm quý anh chị, nên là không có sản phẩm đổi. Đó thì Hồng Nhiên cũng hỗ trợ về những cái mặt đó cho quý anh chị đó. Rồi, ok, rất mong là quý anh chị cô chú mình ủng hộ vào cái ngày siêu sale, chỉ có duy nhất cái ngày 15 tháng 7 này là cái chương trình là có cái password 8% cho quý anh chị ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.